hỏi từ 10 đến 12 sẽ trả lời cho đoạn hội thoại dưới đây. Đoạn hội thoại này cũng gồm hai người. Đoạn hội thoại này cũng gồm hai người nói là man and woman. Chúng ta cùng xem họ nói gì. Man, excuse me, but you don't look familiar. Xin lỗi nhưng mà cô trông không quen lắm. Look familiar, highlight cho cô chữ này nha các bạn. Familiar, quen. I don't think I've seen you before. Tôi không nghĩ là tôi đã gặp cô trước đây. Are you new here? Cô có phải là người mới ở đây hay không? Woman. Yes, I am. Vâng, tôi phải. I'm the new accountant. Tôi là kế toán mới. Như vậy đây là vị trí của cô này. New accountant. Yesterday was my first day. Ngày hôm qua là ngày đầu tiên của tôi. Hôm qua là ngày đầu tiên cô ta đến làm. I'll be meeting the rest of the staff this afternoon. Tôi sẽ gặp những người còn lại trong công ty vào chiều ngày hôm nay. I'm feeling a little nervous. Tôi đang cảm thấy một chút lo lắng. Man, người đàn ông nói. Well, it's nice to meet you. À, rất vui được gặp cô. I'm Ben Reilly. Tôi tên là Ben Reilly. I've been here for 2 years. Tôi đã ở đây được 2 năm rồi. Tức là người đàn ông này đã làm ở công ty 2 năm rồi. And don't worry, và đừng lo lắng. Everyone is easy to get along with. Mọi người rất dễ hòa hợp thôi. Người phụ nữ, that's good to hear. Thật vui khi nghe điều đó. Câu hỏi, câu số 10. When did the woman join the company? When, khi nào? Người phụ nữ join, tham gia vào company, công ty. Khi nào thì người phụ nữ làm việc ở công ty, bắt đầu làm việc ở công ty? Cô ấy a few years ago, có đúng hay không các bạn? Không, đáp án không chính xác. Loại bỏ cô ấy. B, next week. No, câu này cũng không chính xác luôn. Câu C, yesterday. Đây có phải đáp án chính xác hay không các bạn? Đúng rồi, đây chính là đáp án chính xác. Bởi vì trong phần transcript mình còn nhớ cô ấy nói yesterday was my first day. Ngày hôm qua là ngày đầu tiên của tôi như vậy. Hôm qua chính là ngày cô ấy bắt đầu gia nhập vào công ty. Câu C là đáp án chính xác. Mình cùng xem thử câu D luôn. 2 years ago, cách đây 2 năm. À, câu này không phải là đáp án chính xác. Bởi vì đây là ý mà người đàn ông đã nói chứ không phải là cô gái nói. Number 11, câu số 11. Who is the woman? Người phụ nữ là ai? Who? The woman? Người phụ nữ là ai? Câu A, a new manager, một người quản lý mới. Có phải là người quản lý mới hay không nào? Không, bởi vì mình không thấy đề cập đến chữ manager ở đây. Vậy câu A, loại bỏ. Câu B, a doctor, một người bác sĩ. Chúng ta cũng không hề thấy xuất hiện trong đại hội thoại có chữ doctor nào luôn, đúng không? Loại bỏ câu B. Câu C, the new fund manager, người quản lý quỹ mới, tức là người phụ trách về quỹ đó. Tức là người phụ trách về quỹ đó các bạn. Như vậy thì đây có phải đáp án chính xác hay không? Không, và chúng ta còn lại câu D, the new accountant, kế toán mới. À, chúng ta vẫn còn nhớ hồi nãy cô lưu ý với các bạn là cô ấy nói cô ấy là một người kế toán mới, đúng không? Vậy thì câu D là đáp án chính xác. Number 12, câu số 12. What is the woman going to do? What is the woman going to do? Người phụ nữ sẽ làm gì? Đây là một câu hỏi hỏi về hành động trong tương lai. Chúng ta hãy cùng xem 4 đáp án ABCD nha. Cô A, have lunch with Ben Reilly. Ăn trưa với Ben Reilly. Ben Reilly là ai nào các bạn? À, là người đàn ông. Nhưng mà họ không hề hẹn nhau đi ăn trưa. Như vậy câu A là câu trả lời sai. Loại bỏ. Cô B, meet the rest of the staff. Gặp toàn bộ những người còn lại trong công ty, những nhân viên còn lại trong công ty. Như vậy cô B là đáp án chính xác. Bởi vì cô ấy vừa mới nói là cô ấy sắp sửa gặp những người còn lại trong công ty và cô ấy cảm thấy khá lo lắng. Câu C, talk to the manager. Nói chuyện với quản lý, có hay không? Không, câu C loại bỏ cho cô nha. Câu D, make an announcement. Tuyên bố một cái gì đó, có phải hay không? Cũng không chính xác luôn. Như vậy chúng ta còn lại câu B là đáp án chính xác. Mình cùng nghe và check đáp án nào. Questions 10 through 12 refer to the following conversation. Excuse me, but you don't look familiar. I don't think I've seen you before. Are you new here? Yes, I am. I'm the new accountant. Yesterday was my first day. I'll be meeting the rest of the staff this afternoon. I'm feeling a little nervous. Well, it's nice to meet you. I'm Ben Reilly. I've been here for 2 years, and don't worry, everyone is easy to get along with. That's good to hear. Number 10. When did the woman join the company? Number 11.
Who is the woman? Number 12. What is the woman going to do? Rồi, sau khi nghe xong thì câu số 10 đáp án chính xác là câu C, yesterday. Câu số 11 là D, the new accountant. Và câu số 12 là B, meet the rest of the staff. Well done. Đoạn hội thoại này sẽ giúp cho chúng ta trả lời được 3 câu hỏi 13, 14 và 15. Chúng ta hãy cùng xem người nam và người nữ họ nói gì nha. Woman, người phụ nữ. How are you doing, Jake? Bạn sao rồi, Jake? You look really busy. Bạn trông rất là bận rộn. Man, người đàn ông. I need to submit the August sales report by tomorrow afternoon. Tôi cần phải nộp cái bản báo cáo doanh thu tháng 8 trước chiều ngày mai. Sales, ở đây mình sẽ dịch là doanh thu, report, bản báo cáo. I've nearly finished. Tôi gần như là hoàn thành rồi. But, nhưng, there are still a couple of pages to write. Vẫn còn 2 trang nữa cần phải viết. Perhaps I will just finish it off tomorrow morning. Có lẽ tôi sẽ hoàn thành nó vào sáng ngày mai. I'm getting kind of tired. Tôi mệt quá. Người phụ nữ. Woman. You know, you might want to take care of it today, since the computers will be down tomorrow. Mình nhìn thấy ở đây là người ta nối âm chữ nào nè? Of it, đúng không? Of it, of it. Bạn biết không, bạn nên hoàn thành nó vào ngày hôm nay đi. Bởi vì, since the computers will be down tomorrow, down ở đây mình sẽ dịch là out of service, tức là cần phải sửa chữa. Bởi vì ngày mai những cái máy tính sẽ tạm ngưng để sửa chữa. Người đàn ông, I forgot about that. Tôi đã quên mất điều đó. I'm glad you reminded me, nhắc nhở. Tôi vui là bạn đã nhắc nhở tôi. I'd better finish before I head home. Có lẽ là tôi nên hoàn thành head về trước khi tôi về nhà. Câu hỏi cho đoạn hội thoại này là như thế nào? Number 13. What is the man working on? Câu này người ta hỏi là người đàn ông đang phải làm cái gì? Chúng ta cùng xem thử bốn đáp án nào. Câu A. The August vacation schedule. Schedule là thời khóa biểu, đúng rồi, thời gian biểu. Câu A là thời gian biểu cho kỳ nghỉ hè vào tháng 8. Trong đoạn hội thoại không hề nhắc đến kỳ nghỉ hè và cũng không hề nhắc đến schedule gì hết. Vì vậy, câu A này loại qua cho cô. Câu B, a priceless for the sales. Ghi nhớ cho cô ở câu này nào các bạn. Nghe được chữ sales, doanh thu bán hàng. Và ở trên phần transcript đoạn hội thoại có chữ sales. Nhưng mình không được chọn câu này nha. Bởi vì sao? Mình còn phải đọc vô nè. A priceless tức là danh sách giá để bán hàng. Như vậy đây không phải là một đáp án chính xác. Người đàn ông đang không làm danh sách giá gì hết. Loại bỏ câu B. Câu C. The August sales report. Lúc này thì chữ sales mới đúng là đáp án chính xác mà chúng ta cần. Người đàn ông đang phải làm một báo cáo doanh thu tháng 8. Như vậy câu C là đáp... Vậy thì câu C là một đáp án chính xác. Và chúng ta xem thử câu D nào. A questionnaire. Questionnaire là gì nào các bạn? Question là câu hỏi. Vậy thì questionnaire tức là bản hỏi. Người đàn ông cũng đang không làm một cái bản hỏi gì hết. Vậy chúng ta có câu C là đáp án chính xác cho câu 13 này. Câu hỏi số 14. When does the man have to submit the sales report? Khi nào thì người đàn ông phải nộp cái bản báo cáo này? A. Tomorrow morning. Sáng ngày mai. B. Today before he goes home. Hôm nay trước khi anh ta về nhà. C. By August. Trước tháng 8. D. Tomorrow afternoon. Chiều ngày mai. Rồi hãy thử nhớ lại cho cô xem nãy giờ chúng ta phân tích phần lời thoại thì câu nào là đáp án chính xác? Đúng rồi, câu D, tomorrow afternoon, chiều ngày mai, đúng không? Vậy thì chúng ta sẽ chọn câu D là đáp án chính xác cho câu số 14. Câu hỏi số 15. Why does the man have to finish his work today? Why, tại sao? Tại sao người đàn ông phải hoàn thành công việc của anh ta ngày hôm nay? Lý do là gì? Câu A. The computer won't be working tomorrow. Ngày mai thì các máy tính sẽ không làm việc. Câu này có đúng hay không? Đúng rồi, mình vẫn còn nhớ là the computers will be down, đúng không nào? Vậy thì câu A là đáp án chính xác và chúng ta sẽ dừng bút ở ngay câu A. Tuy nhiên, chúng ta cũng xem thử câu B, C, D, người ta bẫy mình như thế nào nha. Câu B,
The woman needs to read his report. Người phụ nữ cần phải đọc bản báo cáo của anh ta. Đây là một chi tiết sai. Người phụ nữ không hề yêu cầu đọc bản báo cáo gì của người đàn ông hết. Loại câu B cho cô. Câu C. He is taking a vacation tomorrow. Ngày mai anh ta sẽ đi nghỉ. À, mình cũng nhận thấy đây là một chi tiết không hợp lý luôn. Chi tiết sai. Loại bỏ câu C. Câu D. He is going on business trip tomorrow. Ngày mai thì ông ta sẽ đi một chuyến business trip, tức một chuyến đi để kinh doanh gì đó. Đây có phải là một đáp án chính xác hay không? Dựa vào thần transcript thì mình nhìn thấy câu D cũng không phải là đáp án chính xác luôn. Vậy chúng ta còn lại câu A. Bây giờ chúng ta hãy cùng nghe và ghi nhớ cho cô những chỗ nào người ta đọc nối âm nha. Questions 13 through 15 refer to the following conversation. How are you doing, Jake? You look really busy. I need to submit the August sales report by tomorrow afternoon. I've nearly finished, but there are still a couple of pages to write. Perhaps I'll just finish it off tomorrow morning. I'm getting kind of tired. You know, you might want to take care of it today since the computers will be down tomorrow. I forgot about that. I'm glad you reminded me. I'd better finish before I head home. Number 13. What is the man working on? Number 14. When does the man have to submit the sales report? Number 15. Why does the man have to finish his work today? Đáp án chính xác là câu 13, C, câu 14, D, câu 15 là A. Sau khi phân tích transcript thì mình nhìn thấy là mình có thể chọn đáp án một cách rất chính xác và nhanh chóng. Đoạn thoại tiếp theo sẽ giúp cho chúng ta trả lời câu hỏi từ câu số 16 đến câu số 18. Chúng ta cùng xem họ nói gì nào. Man, good afternoon, what can I do for you? Xin chào, tôi có thể giúp gì cho cô? Woman, I'd like to send this letter by standard mail. Tôi muốn gửi lá thư này với cách gửi thông thường, cách gửi chuẩn, standard, chuẩn. Then, sau đó, I need to send these packages. Tôi muốn gửi. Then, I need to send these packages. Sau đó, tôi cần gửi những bưu kiện này. They are part of a rush order, so I need them to arrive as soon as possible. Rush, vội, khẩn cấp. Những bưu kiện này nằm trong một đơn hàng khẩn cấp, vì vậy tôi muốn chúng đến càng sớm càng tốt. What's the fastest way to mail them? Cách nhanh nhất để gửi chúng đi là gì? Man, I'd recommend priority delivery. Recommend, đề xuất. Tôi đề xuất cô nên chọn là priority delivery, priority, ưu tiên, delivery, gửi, chuyển đi. Here, fill out this order form and check the priority delivery box. Đây, hãy điền vô cái đơn này và check, tức là dùng dấu check và tick vô cái mục là priority delivery. The packages should arrive sometime tomorrow. Những bưu kiện này sẽ đến vào khoảng ngày mai. Rồi, về ba câu hỏi 16 đến 18 sẽ liên quan đến đoạn hội thoại mà chúng ta vừa đọc transcript ở trên. Chúng ta hãy cùng xem ba câu hỏi đó là gì. Câu hỏi số 16. Where is this conversation properly taking place? Cái đoạn hội thoại này diễn ra ở đâu? Câu A, in a hotel, trong một khách sạn. Sau khi đọc transcript rồi, chúng ta thấy đây có phải là một cuộc hội thoại diễn ra trong khách sạn hay không? Không hợp lý, loại bỏ câu A. Câu B, in a post office, trong một bưu điện. Chúng ta nhìn thấy là người phụ nữ muốn gửi thư và gửi bưu kiện. Vậy thì đây chắc chắn là ở trong post office. Vậy câu B là đáp án chính xác. Chúng ta hãy đọc thử câu C và câu D xem như thế nào. In a hospital and in a school. Trong bệnh viện và trong trường học thì chúng ta nhìn thấy bối cảnh không hợp lý. Vậy loại bỏ câu C và câu D, còn lại câu B là đáp án chính xác. Câu hỏi số 17. What must the woman do? Người phụ nữ phải làm gì? Sau khi đọc transcript thì chúng ta biết là người phụ nữ muốn gửi bưu kiện một cách nhanh nhất, vậy xem cô ta phải làm gì nào. Câu A, order a meal, gọi một bữa ăn, có chính xác hay không? Không, câu A, loại bỏ cho cô. Câu B, write a check, viết một cái tờ kiểm tra. Không chính xác, loại câu B luôn. Câu C, deliver a box. Nếu như chúng ta chưa đọc transcript trước thì có thể các bạn sẽ chọn câu này đó. Tại sao nào?
bởi vì mình nhìn thấy có một số chữ xuất hiện ở trong đề như là deliver nè, rồi box nè. Nhưng nghĩa của câu này có hợp lý hay không? Deliver box có nghĩa là gửi đi một cái hộp. Trong đoạn hội thoại thì có phải là cô ta gửi đi một cái hộp hay không nào các bạn? Không, đúng không nào? Cô ta phải check vào cái hộp, tức là check vào cái khung. Box ở trong đề bài có nghĩa là cái khung. Check vào khung có tiêu đề là priority delivery. Ghi chú cho cô điểm này nha. Nhớ đọc cho kỹ câu hỏi và nghe cho kỹ đoạn hội thoại. Rồi câu gì? Fill out the form, điền vào một cái đơn. Vậy trong bốn đáp án A, B, C, D cô vừa phân tích, câu nào là đáp án chính xác? Đúng rồi, câu D. Người đàn ông yêu cầu người phụ nữ là nên điền vào đơn và chọn cái mục là priority delivery. Câu hỏi số 18. When will the packages arrive? Khi nào thì những cái bưu kiện nó sẽ đến? Câu A, in a few hours, trong một vài giờ nữa. Chúng ta nhìn thấy là câu này không được đề cập trong bài. Câu A, in a few hours, loại bỏ. Câu B, sometime tomorrow. À, mình nghe được rõ ràng đúng không? Người đàn ông nói là bưu kiện sẽ đến sometime tomorrow, và ngày mai. Như vậy câu B là đáp án chính xác. Chọn ngay câu B. Tuy nhiên chúng ta hãy cùng xem thử câu C và câu D như thế nào. Câu C, later today, và ngày hôm nay nhưng khá trễ. À, mình đã chắc chắn ở trên là người ta nói tomorrow rồi. Như vậy today không phải là một câu trả lời chính xác. Loại câu C. Câu D, probably next week, có lẽ là tuần tới. Vậy thì đây cũng không phải là đáp án chính xác luôn. Loại câu đi. Chúng ta còn lại đáp án là sometime tomorrow. Nào bây giờ mình hãy cùng nghe và check đáp án cùng với nhau nào. Question 16 through 18 refer to the following conversation. Good afternoon. What can I do for you? I'd like to send this letter by standard mail. Then I need to send these packages. They are part of a rush order, so I need them to arrive as soon as possible. What's the fastest way to mail them? I'd recommend priority delivery. Here, fill out this order form and check the priority delivery box. The packages should arrive sometime tomorrow. Number 16. Where is this conversation probably taking place? Number 17. What must the woman do? Number 18. When will the packages arrive? Rồi, vậy câu số 16 đáp án chính xác là B, in a post office. Cuộc hội thoại này diễn ra ở bưu điện. Câu số 17. Fill out the form. Người phụ nữ phải điền vào đơn. Và câu cuối cùng, câu số 18 là sometime tomorrow, vào ngày mai.